kính mời quý vị cùng gặp gỡ một người nghệ sĩ mà hầu như hàng tuần qua hệ thống phát hình của đài VSM TV thì chương trình cổ nhạc phương Nam được phổ biến khắp mọi nơi. Đâu đó quý vị lại thấy lại một điều lý quen thuộc mà từ thuở thơ ấu quý vị đã từng mơ ước, nhắn gửi những kỷ niệm xa xưa. Và bên cạnh đó anh cũng là một người nghệ sĩ tân nhạc, như thấp thoáng đâu đó chúng ta thấy hình dáng của một người nghệ sĩ hùng cường đứng bên cạnh chị Mai Lệ Huyền, không ai khác hơn nghệ sĩ Tuấn Châu. Sáng nay cùng mình đã có bài hát lớn và cũng chính là người thưởng đoàn ban giải lý thưa quý vị. Cảm ơn Đỗ Thanh. Mai Lệ Huyền xin kính chào tất cả quý vị cũng như tất cả các anh em nghệ sĩ có mặt tối hôm nay để chúc mừng sinh nhật của lão thành Văn Trung. Nói đến Văn Trung thì chúng ta phải nghĩ đến Hùng Cường. Nhìn thấy anh Văn Trung, Mai Lệ Huyền muốn khóc. Muốn khóc là vì nhớ rất nhiều kỷ niệm của Mai Lệ Huyền, anh Văn Trung và Hùng Cường đã từng đi lưu diễn với nhau trong suốt bao nhiêu năm trời. Thậm chí anh Văn Trung còn dụ Mai Lệ Huyền đóng kịch rất nhiều với anh trong những kịch hài nữa. Và tối hôm nay cũng để chúc mừng cho anh được sức khỏe lúc nào cũng dồi dào và hưởng thọ hơn 100 năm. Mai Lệ Huyền xin được hát lại những bài hát để nhắc nhở đến Hùng Cường cũng như những ngày qua đã đi show cùng với anh Văn Trung. Và tối hôm nay có ông bầu Tuấn Châu, lúc này làm bầu rồi mà tối nay tại sao không hẹn mà lại gặp lại bận đồ giống chị Huyền vậy? Không hẹn mà sẽ trắng trắng. Chắc có lẽ mùa này ở Cali trời quá nóng phải không? Thành ra ai cũng mặc đồ trắng hết. Thôi tối hôm nay gặp nhau thì mình hát lại những kỷ niệm của anh Hùng Cường. Dạ, cảm ơn chị. Thì Tuấn Châu và Mai Lê Huyền đã khi mà Tuấn Châu đặt chân đến đất Mỹ thì cũng được bên tân nhạc và chị Mai Lê Huyền đã dìu dắt bên cái chương trình bên của tân nhạc, dù là bên cổ nhạc. Nhưng mà chị thấy làm gì làm cái máu em vẫn còn bên cổ nhạc, thành ra em làm cái chương trình cổ nhạc phương Nam mà do ông giám đốc Bruce Trần đã đem cho anh chị lại làm. Thì Tuấn Châu rất là vui khi bây giờ mình được hai bên lãnh vực. Cảm ơn. Cũng chúc mừng Tuấn Châu, nghĩa là phát triển mỗi ngày thiệt rộng lớn để mà đi show thiệt nhiều hả? Cảm ơn chị. Dạ, và tối hôm nay với tiếng đờn xuất sắc của Hoàng Nghĩa, Mai Lệ Huyền và Tuấn Châu sẽ hát một liên khúc Hai Trái Tim Vàng Hờn Anh Giận Em. Nhà chẳng hai trái tim đã vàng chẳng phai.
Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Nghĩa Sửa đã gặp Kim Mỹ tiệm vàng ở San Diego và chúng tôi đã gắn bó cho đến hôm nay. Tối hôm nay Kim Mỹ cũng đổ đường xa xôi và lên đây cô đã nặng ốc để đặt một bài thơ rất là dễ thương cho anh Văn Trung. Tối nay mời Kim Mỹ. Wow, xin mời chị và xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón một người khách ở phương xa. Cũng là một mạnh thường quân của chương trình đúng không ạ? Xin mời chị. Ok, theo lời yêu cầu, người đẹp này hay run. Thành ra nhờ Mai Lệ Huyền đứng đây làm cảnh dùm cho đỡ run. Rồi bây giờ Kim Mỹ có vài lời chúc cho chú Văn Trung phải không? Dạ. Chúc chú Văn Trung. Dạ, ok. Rồi, ngâm bài thơ. Ok, cảm ơn chị. Đêm nay thượng tọa vấn hành bài thơ kinh chúc nhân tài thế gian, nghệ nhân phước hưởng tuổi già, nụ cười đánh thức xóm làng Việt Nam. Nụ cười xa diệu thế gian như mấy mùa hạ xóa bụi trần. Văn hài kiêu ngạo nhớ đời, trong lòng ngưỡng mộ tuyệt vời hữu danh. Tuổi gồng gặp vận lướt nhanh, phương châu nhà ngọc trời xanh mây hồng. Miền Nam nổi tiếng cử lòng, cải lương nổi tiếng dân chúng hàng đầu. Tóc xanh bác đã đổi màu, nụ cười không đổi dài dầu gió sương. Tha hương lòng mãi dân dương, công lao gầy dựng bước đường cải lương. Mai này dẫu có đôi đường, ta người nghệ sĩ còn dương cõi đời. Dù có đổi trời, tiếng cười độc nhất sáng người lòng con. Dù đèn sân khấu tắt rồi, tên người nghệ sĩ sáng ngời đêm thâu. Chúc cho tuổi thọ dài lâu, để vườn nghệ thuật đẹp màu quê. Dài quá mà khổ hay quá, vậy là giỏi. Sau đây con xin kính chúc cho dì Ba Dưỡng Ba và tất cả mọi người trong chúng ta sẽ có cuộc sống an lành và tràn đầy hạnh phúc. Wow, xin cảm ơn chị rất nhiều. Hay quá. Cảm ơn chị Ba Lê Huyền. Cảm ơn em. Chúng tôi vẫn liên tục nhận được những cú điện thoại của quý khán thính giả từ các bạn đang gọi về. Nụ cười làm hồn anh say đắm, bà xã ơi
sự rung động của tìm về với những dòng kỷ niệm qua âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi nhận được rất nhiều những ý kiến để chúc mừng sinh nhật của quý khán thính giả từ khắp các tiểu bang cũng như những quà tặng của quý vị. Thứ nhất là ông Nguyễn Văn Nam ở Kansas City không bao giờ bỏ lỡ những chương trình của đài VSN TV, đại diện cho đài chúc cho chú Bảy Văn Chung sống lâu và đem tiếng cười đến cho quý khán giả. Trịnh Thái Sơn ở Minnesota chúc mừng sinh nhật vợ chồng chú Bảy Văn Chung dồi dào sức khỏe. Cô Nam ở Texas, chúng chú Bảy sống hơn 100 tuổi. Anh Minh Đức và Văn Thanh ở California đang xem chú Bảy và đã từ xem từ nhỏ. Chúc chú Bảy sống lâu trăm tuổi và giúp vui cho cuộc đời này. Dì Nhung ở Minnesota là chị kết nghĩa của Chí Tâm. Chúc mừng sinh nhật của chú Bảy Văn Chung. Thành Đăng, gia đình đang xem chương trình rất xúc động và rất hay. Chúc đài VSN TV ngày càng phát triển mạnh. Tuấn Hưng ở Georgia, Atlanta, chúc sinh nhật chú Bảy Văn Chung. Tần, em của Bảo Chung ở Dallas, chúc mừng chú Bảy sinh nhật và gửi đến chú Bảy món quà là 300 Mỹ Kim. Bên cạnh đó thì chúng tôi nhận được chị Melanie Nguyễn ở Louisiana. Con rất cảm ơn ông Bảy Văn Chung đã dạy tiếng Việt cho con bằng những lời hát. Tuy con không thấy ông ở ngoài đời, nhưng thấy ông trên TV, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Anh Phương Nguyễn ở Arizona muốn gửi quà chúc mừng sinh nhật đến chú Bảy Văn Chung và có cho lại số điện thoại. Phước Nguyễn tặng chú Bảy Văn Chung 120 Mỹ Kim. Chú có thể nói vài lời tặng birthday đến Bùi Thị Trâm cùng ngày birthday với chú. Happy birthday, chị Tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi nhận thấy có sự đóng góp ý kiến của vợ chồng anh Hải Văn tại Boston. Chúc chú Bảy Văn Chung sống lâu trăm tuổi. Chị Hồng Đăng ở Kansas City chúc chú Bảy nhiều sức khỏe. Chị Hằng ở South Carolina chúc mừng sinh nhật. Kính thưa quý vị, số điện thoại của đài vẫn đang mở ra qua số là 714-531-8884 hoặc số bệnh quý vị có thể gọi qua số miễn phí là 1-800-688-9945. Tên tôi làm gì?
Thuyền cố vượt qua cơn sóng
Kim Đồng. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúng tôi vẫn liên tục nhận được những điện thoại của quý khán thính giả ở những nơi xa. Dạ. Và bây giờ thì chúng tôi nhận điện thoại của anh Tấn Hoàng, bạn của anh Bảo Trung ở Việt Nam. Lì xì cho Mỹ Dân Trung là 10 triệu. 10 triệu là nhiêu tiền Mỹ ai biết? Là nhiêu anh Chí Tâm? Anh hay gửi tiền anh biết. Là nhiêu anh? 500 nhờ anh Bảo Trung ứng trước. Anh Bảo Trung ứng trước 500 kìa. Có để lại số điện thoại, chú Bảy nhớ liên lạc nha. 21 đi kéo máy trừ lại cũng được. Nữ chú ơi, gù biết phận gù mặt nam đứng cầm không làm sao thấy đứa hoàng phi ai gù bóng mong dịu đợi được nữ chúa trong bước đầy trong gái hiện trợ gù chỉ xin được các tiếng hát ru đi đưa hồn nữ chúa bước đoạn vào những cơn mơ diễm ảo quý hoàng. Buồn chỉ có một thân, nhưng nữ chúa buồn là buồn không chịu được. Buồn luôn cầu chúc cho nữ chúa tròn mộng, trong bao khổ thân cụ còn có được chúa vui mừng. Thank you.
Một cái lời nhắn nữa nè, anh Hai Trí ở Cần anh Hai Trí ở Cần Thơ, Việt Nam, tặng cho chú Bảy 30 triệu, nhờ anh Bảo Trung ứng giùm. Anh Bảo Trung, anh ở đây, anh đừng có cười, anh ở đây. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho anh Bảo Trung, anh ở đây. Bữa nay không có rượu, không có xỉn được. Hồi nãy là bao nhiêu, nãy 10 triệu chứ bây giờ là 30 triệu, đó là 40 triệu, đúng không quý vị? Có quý khán giả yêu cầu là please, chúng tôi muốn nghe lại tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phượng Liên. Đồng ý quý vị. Cho nên xin quý vị giữ máy chút xíu nữa, cô Phượng Liên anh Chí Tâm sẽ trở lại nữa. Rồi anh, 40 triệu sao đây? Cầm microphone bên kia kìa, chứ thấy hồi không thiếu tiền bọn tôi nữa. Dạ, các bạn Chí này là bạn của Bảo Trung ở Việt Nam. Ừ. Cái người trước là Trung có nghe. Người trước là không nghe thì em sẽ nhắc lại, đừng có lo, em có giấy tờ ở trên. Tấn Hoàng. Tấn Hoàng, ok, dạ. Anh còn ai quen anh kể hết tên đi. Dạ, còn một người nữa. Thì Phương Liên. Xin mời chị Phương Liên. Chào, được anh cho nói mấy câu, chỉ có mấy câu thôi. Thật sự thì cái chương trình như vậy, tất cả đều lo cho bác Bảy, luôn cả Tuấn Châu, luôn cả Bước Trần là giám đốc đài truyền hình, đã lo cho bác Bảy có một cái chương trình như vậy. Thật sự, cái lời bác Bảy nói, Tuấn Châu rất là thương, rất là vui mà thương bác Bảy. Bác Bảy chưa gì hết, bác Bảy nói một câu: bác Bảy có được một chút tiền này để bác Bảy mua miếng đất. Cái đó là thật sự Tuấn Châu rất là thương. Thành ra Tuấn Châu phải làm tất cả để có một cái chương trình này, để có thể kiếm tiền mua miếng đất. Tuấn Châu rất là cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ bác Bảy, cảm ơn. Quý vị thấy là quyết tâm thì phải nhả tơ, và những sợ tơ cuối đời là những sợ tơ mà quý khán thính giả đã dành cho nghệ sĩ nhiều nhất. Đến lúc mà dành những ngân khoản mà quý vị tặng cho ngày birthday mà để dành để mua một miếng đất thì quả thật làm cho anh em nghệ sĩ và quý khán thính giả đang trong hội trường hôm nay cũng chạnh lòng. Về rồi thì cuộc đời cũng trở về với cát bụi, nhưng mà những gì chúng ta cống hiến cho đời sẽ còn mãi. Những kiếp tầm, những sợi tơ mà nghệ sĩ Văn Trung nói riêng và tất cả anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt là cổ nhạc của miền Nam Việt Nam nói chung, lúc nào cũng đem những hương hoa đó tặng cho quý khán thính giả và rủ một mai trở về với cát bụi, thì những sản phẩm văn nghệ sẽ mãi là những người bạn đồng hành để quý vị nhớ về thế hệ đi trước. Bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng tiếp nói với tiếng hát của nam ca sĩ Thanh Vũ, đưa quý vị về với bãi biển Nha Trang sau đây. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Thanh Vũ. Xin cảm ơn quý vị.
Hồng Vũ xin kính chào quý vị đã có mặt trong chương trình của ngày sinh nhật của Bảy Trần Trung. Thì Thanh Vũ cũng có một phần rất vui để hai câu xin mời quý vị thưởng thức ra đây. Thank you.
trong khói súng xây thành mắt quần thâm mất ngủ tàn đêm khói lửa giờ chỉ cần hai tiếng mê này cho chú Bảy 40 triệu nhờ anh Bảo Trung ứng giùm. Anh Trung à. Ông bà Huỳnh Ngọc Tây ở Pennsylvania gọi điện thoại qua và có để số điện thoại lại ủng hộ cho bác Bảy mua đất dưỡng già là 500 Mỹ Kim. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là mời hết cô Kim, chủ nhân tiệm vàng Chiên, ông Trần Vũ, và tất cả anh em nghệ sĩ cùng lên đây. Chú Trần Vũ. Tôi xin lỗi chú. Xin mời. Rồi, bây giờ mình hát bài gì? Lý Kim Xanh rồi hả? Chú Lý gì? Happy birthday to you. Rồi, xin mời quý vị lên chùa tấm hình lưu niệm. Xin mời chú Chiên. Mời chú Trần Vũ lên đây ạ. Xin mời cô Kim, cô má 2, má 6, má 7, má 8. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
là tôi muốn nói rằng cái buổi tiệc hôm nay đó, Tuấn Châu đứng ra tổ chức và ông Rick Trần à, ai gọi giám đốc ông Trần à, ai gọi giám đốc ông Rick Trần và cô Fettini đứng ra lo hết mọi chuyện mà tất cả xuất ra mà không nhận thuê trở vô đồng xu nào, chỉ lo cho dân chúng tôi có một miếng đất mà do khán giả và bạn đồng nghiệp chúc cho để khi dân chúng tôi đồng xuống. Xin một lời đứng danh cùng với quý khán giả là Tuấn Châu là người hết dân chúng tôi xin ban ơn và lo cho tôi bất vụ lợi. Dạ, xin thưa. Dạ. Wow. Happy birthday chú Bảy. Rồi, còn ai muốn nói gì nữa trước khi mình chấm dứt chương trình ở đây? Bây giờ mà... Anh Tuấn Châu, anh Tuấn Châu nói vài lời, trưởng ban tổ chức. Anh ăn sống nữa. Vậy con nói nha. Hết giờ, bây giờ. Một lần nữa, cùng với toàn thể anh chị em nghệ sĩ và đại biểu trên TV, chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình tại đây. Cảm ơn sự thương mến theo dõi của quý khán thính giả và xin kính hẹn gặp lại trong một chương trình phát hình kỳ tới. Rồi. Happy birthday! Chúng còn sống lâu lắm, số tiền mua đất đó để gửi ngân hàng gần lấy tiền lời. Chị Mai Lê Nguyễn khác đây mặt em hả? Chúc mừng.